sau khi chết đi được sinh trở lại cõi người. Chúng ta là những người đang ngồi đây là kiếp trước do có tu hành. Trong kinh Phật nói ít nhất phải giữ gì? Tam quy ngũ giới mới có được thân người. Người giữ tam quy và tu thập thiện thì sinh lên cõi trời. Người tạo nghiệp tam ác đạo thì phải đọa vào địa ngục. Nhà Phật nói đến hai chữ địa ngục chứ không nói đến hai chữ âm phủ. Âm phủ và địa ngục là hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như ở dương gian chúng ta, xin thưa các vị, có phải ai cũng vào tù không? Không phải không? Chúng ta ngồi đây không đạo tội thì ai bỏ chúng ta vào tù được? Cũng giống như vậy, địa ngục chỉ mở cửa cho những kẻ phạm tội, cho những kẻ tạo nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, phải không? Uống rượu, phải không? Những cái chuyện đó nếu mà dẫn đến cực ác, giết người thì nhất định phải vào địa ngục. Dù cho trên dương gian này có trốn thoát khỏi pháp luật thì nhưng khi chết cửa địa ngục sẵn sàng đón họ vào. Có phải là ai chết cũng vào địa ngục đâu? Mà không phải. Chỉ có những người tạo nghiệp mới vào địa ngục. Sinh vào súc sinh cũng vậy, sinh vào ngã quỷ cũng thế. Quỷ đói, chỉ những người tạo nghiệp quỷ đói mới phải làm quỷ đói. Những kẻ tạo nghiệp súc sinh mới phải làm súc sinh. Những kẻ tạo nghiệp địa ngục mới vào địa ngục. Cho nên là nó dẫn đến một vấn đề là có người hỏi tôi là vậy thầy ơi, năm nào cũng phải đi cầu siêu. Thế thì ông bà tổ tiên siêu rồi còn cầu gì nữa? Mà cũng không biết là ông bà tổ tiên chúng ta có vào địa ngục đâu mà phải cầu. Phải không? Tôi cũng là con người, các vị cũng đang sinh làm người. Chúng ta rõ ràng có kiếp trước, mà có kiếp trước thì rõ ràng bây giờ chúng ta vẫn có con cháu ở trên thế gian. Giả sử ngày hôm nay con cháu chúng ta nó mời chúng ta đến đây để cầu siêu, âm hồn chúng ta có đi được không? Chúng ta có phải là âm hồn đâu mà chúng ta đi cầu siêu? Không có. Hoặc là hôm nay là ngày giỗ, tôi ở kiếp trước và 10 kiếp trước tôi có 10 cái giỗ, chỗ nào nó cũng cúng tôi ngồi đây tôi đi ăn giỗ được không? Có đi không? Làm gì có chuyện là ai cũng chết vào âm phủ? Làm gì có chuyện là ai chết cũng vào địa ngục? Địa ngục chỉ dành cho kẻ tạo ác.